Hello, chào anh em nha. Mình là Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em mà một cặp loa 2 tấc 7 đến từ nhà Onkyo. Con này sẽ có tên model là S6600. Đây là cặp loa mà nó sẽ có thiết kế là đối xứng nhau. Và loa sẽ có 3 đường tiếng anh em. Và đặc biệt ở dòng này, nó là để lại cho anh em ở một mức giá và nó là siêu rẻ, chỉ với 4.200.000 đồng. Và nếu anh em muốn mua thì anh em có liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại hoặc video đã được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Đây, mời anh em cùng xem chi tiết về cặp loa này. Cái này sẽ trang bị ta là một loa bass 27, một loa chung và một loa trap nha anh em. Con này là hàng mà Nhật vừa về thôi nha mà bình thức còn siêu mới, siêu đẹp cho anh em. Đây, mình sẽ cùng xem qua về chi tiết. Con này nó sẽ có thiết kế là thùng gỗ cho anh em, màu nâu. Đây, phần gỗ lên nó rất là đẹp nhưng mà trưng bày cái này và nó là hết ý luôn. Con này nó cũng có thiết kế đó, mà nó rất là to cho anh em. Đây, con này nó sẽ trang bị ta là một cái crossover để mà cho nên thể điều chỉnh về ba giải thấp, bình thường và cao của cái loa trap nha anh em. Và tần số nó phải nó rất là rộng nhưng mà đến tận là 20.000 Hz nha anh em. Nên con này nó rất là dễ dàng để phối ghép âm ly. Đi, con này sẽ trang bị ta một loa bass 27 nha anh em, màn giấy và bìm mút nha anh em. Đây, một loa mid dom và một loa chép dom nha anh em. Đây, viền của nó thì nó là bằng bạc cho anh em à, cũng còn rất là sáng màu cho anh em. Con này thì mình tưởng tượng về nên hình thức nó rất là đẹp nhưng mà phía dưới của nó thì nó sẽ có 3 cái lỗ hơi cho anh em. Còn vấn đề ơ căng trong sản phẩm này, ơ căng thì nó sẽ có cái logo tên thương hiệu của Onkyo. Loa thì sẽ có vải lưới cho anh em. Đây, quay chi tiết và sau của cái căn này. Đây, nó sẽ có 4 cái nút để mà anh em có thể mà cắm vào cái lỗ cho anh em. Về đánh giá và nó là rất cao. Chất lượng của cái căn này cũng là rất là mới đẹp, không có sờn rách cho anh em. Đây, mình đang cùng xem qua chi tiết và mặt sau trong sản phẩm này. Đây, con này thì hàng mà mình về nó sẽ có trùng sở số series nha anh em. Đây, 480-602-00. Đây, tương tự ở bên này nha anh em. Bên này nó sẽ là L là loa trái nha anh em. Còn đây là R là loa phải. Còn bên dưới là anh em sẽ thấy là tem in thông tin về dòng sản phẩm này. Onkyo S6600, công suất là 40W, trợ kháng tiêu chuẩn 8 ohm, hàng chính hãng Made in Japan. Bên dưới thì nó sẽ có 2 cặp loa nha anh em. Dòng này thì anh em thể mà chơi tốt đối với những dòng âm ly đến từ Nhật Bản, ví dụ như là những dòng âm ly của Sansui, Denon, Technic, Onkyo, Pioneer. Anh em chơi những cái dòng mà của Bandmaster của châu Âu hay ITT của châu Âu mình cũng đã ghép qua và chơi thử và nó đánh rất là hay anh em. Anh em chơi với những đẩy, mình chơi với những cục đẩy ví dụ như của Joy Sound, nó đánh tiếng ra bữa rất là tốt. Anh em hát karaoke với dòng này nó bét là nhè nha mà, vì nó trang bị chúng ta ra bass nên là 27 nha anh em. Chơi con này thì nó trâu bò rồi anh em, chơi nó mới hoạt động bền bỉ rồi nha mà. Và bây giờ mình sẽ vào ngay bài test sức âm, mời anh em. Mình gặp nhau như lúc mới quen ban đầu, cớ sao anh ngập ngừng. Nhà tôi đơn côi, mời em ở lại. Kể chuyện ta vương chưa lần tâm sự
tư thuở thiếu đôi tay em biết nơi đâu mà tìm. Nhiều đêm cô đơn tựa sóng cửa nhỏ, nhìn ngoài mưa tuôn sao nghe lạnh vào. Mấy năm cách biệt chỉ vui đêm nay chưa. Onkyo S6600 nghe phải nói là rất là hay anh em. Con này cho ra một cái giải bass nghe đập nó rất là sâu, nhưng mà nói chung cái dòng loa mà bass 27 này thì phải nói là đập nghe phải nói rất là sướng tai anh em, so với những dòng mà bass 20 25 và đến xếp và giải chung con này nghe phải nói rất là sắc sảo. Nhưng mà con này anh em chơi tốt được đối với rất là nhiều thể loại nhạc khác nhau. Ví dụ như anh em chơi nhạc hiện đại, nhạc thích tấu nhanh chậm, hoặc anh em mà chơi nhạc vàng bolero hết sảy với anh em. Nói chung con này một dòng phẩm mà không có điểm gì để chê, không có tầm giá rẻ của em nó. Rồi anh em thấy sao về tổng quan dòng sản phẩm này, hãy để làm một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu thấy video hữu ích thì anh em hãy đăng kênh để ủng hộ Audio nhé. Xin chào và hẹn em trong những lần tới. Bye. Anh em có thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.